Đỗ Quốc Hiền xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay là 22 tháng 6 năm 2016 và lúc này là 18 giờ. Tôi định quay cái clip này lúc sớm một chút nhưng mà nó nóng quá. Lúc này thời tiết nó mát dịu trở lại cho nên là mới quay. Và tôi quay cái clip này tôi giới thiệu chiếc ô sa bằng gỗ gụ. Kích thước dài là 2m17, sâu 1m07 và cao 1m27. Tức là kích thước nó vẫn trùng với những cái sập thờ cỡ lớn của chúng tôi. Và tôi đang quay theo cầu của bác Quang ở Thanh Hóa. Bác nói với tôi là bác đi qua thành phố Thanh Hóa 12 km. Và bác yêu cầu là quay để bác xem một chiếc ô sa và một chiếc sập gụ 1m8. Thế thì ô sa thì báo cáo bác Quang cũng như mọi người là có hai loại kích thước. Chiếc này đang là sâu 1m07. Lúc nãy tôi nói kích thước khác rồi. Và tôi còn có một loại khác nữa là sâu là 87 cm, tức là bớt đi 20 cm. Tại sao phải làm hai loại kích thước như vậy? Bởi vì là đại đa số thì mọi người sẽ dùng cái kích thước lớn này. Tuy nhiên có một số cái nhà cổ là do cái chiều sâu lòng nó không được sâu lắm cho nên là khách hàng muốn dùng cái loại nó nông hơn. Và bây giờ tôi giới thiệu từ trên xuống dưới. Chiếc ô sa này thì là cái sản phẩm được tháo rời và cái phần bốn cái góc này gọi là bao lan là tháo rời. Bao lan này là hình long rồi thì quy, long rồi thì kỳ lân. Thế bên dưới là đến cái phần mặt này nó cũng là một cái miếng là tháo rời ra được. Và mỗi một chiếc hồi này là đều gắn vào nhau, đã là thành một tảng. Và cái xà này là riêng, còn cái tảng bắt đầu từ đây ra kia thì cả cái dàn ô sa dưới này nhiều cái ô sệ xuống đây thì là trở thành là đã lắp vào thành một khối. Và trong mỗi một cái này thì chúng tôi đợi trong khi thi công là từng miếng này đã riêng, đến khi xong rồi đã lắp trở lại rồi. Tóm lại chiếc bàn này là cũng chia được ra làm nhiều tảng và tháo lắp nó cũng tương đối là dễ dàng. Các cái ô này thì đều được thụt ra đằng sau và lại đục chạm kênh bong. Và cái phần trung tâm chính là ở chỗ giữa này là tứ linh, long ly quy phượng. Bên dưới là hổ phù, bên cạnh là hình cá chép nhưng mà rất là cách điệu. Và bên cạnh này là các cái phần bầu rượu túi thơ. Ở chỗ giữa vẫn là cái hình cuốn thư và hai bên là những cái cây long long hóa. Tất cả các cái hoa văn này đều mang cái ý nghĩa đại ý là tứ linh tứ quý và những cái ý nghĩa mang tính chất là cầu cho gia đình được tứ quý bình an và được mọi cái điều thuận lợi may mắn. Ở chỗ giữa là hình giỏ đào và những cái kỳ lân, rồi thì quy hạc trường trường xuân bên cạnh. Tất cả các cái hoa văn này là chúng tôi đều làm theo mẫu cổ và chúng tôi được các cụ nghệ nhân giảng cho rằng là những cái biểu trưng tứ quý tứ linh cũng như là mọi người đã biết rồi là mang lại những cái điều lành điều may mắn và cũng là những cái hình ảnh đẹp để đưa vào. Tôi đang đứng lùi ra xa đây, phía trước bàn thờ này hiện nay trong cửa hàng là đang kê bộ trường kỷ gỗ lim ngoại hạng rất là dày. Bây giờ tôi đang đi sang bên cạnh. Và chiếc ô sa này đang để trên tầng 4 của chúng tôi với cái phần có cái tấm bảng sau đây là đồ gỗ Đức Hiền.com và số điện thoại 0984 666 999. Đây là quang cảnh trên tầng 4 khu A của chúng tôi. Đây là riêng một tầng 4 thôi và khu A của tôi là 6 tầng, khu B 4 tầng, tổng cộng 4 tầng nhưng mà bên đó mỗi một cái tầng nó dài 40 mét cơ, rất lớn. Cho nên là tổng cộng là 2.000 mét vuông và với cái tổng diện tích khoảng gấp 10 lần như thế này. Để quý vị hình dung là cái lượng hàng dự trữ của chúng tôi nó nhiều như thế nào. Và quý khách bớt chút thời gian về chỗ chúng tôi thì chắc chắn là sẽ tìm được một món đồ ưa thích của mình.
Trở lại chiếc USA thì báo cáo quý vị nhìn đây là tất cả đều rất là dày dặn, chân lớn, xà lớn, dày. Mặt đây chúng tôi cũng xẻ từ ván 2 phân ra, tương đương với cái ván mặt sập. Và các cái chi tiết thì đều hết sức là tinh xảo, kênh bong. Tuy nhiên là do là cái ở trên khu này chúng tôi đào dỡ rất bận rộn, chưa kịp vệ sinh nên mà trông nó đang bụi bặm. Và những cái sản phẩm này của tôi thì hiện nay đang còn trong cửa hàng khoảng 6 đến 7 chiếc và cũng làm từ rất lâu rồi, cho nên quý vị yên tâm là tuyệt đối không có co ngót gì nữa. Như vậy là cái USA đã được giới thiệu tương đối rõ ràng và trân trọng kính mời quý khách bớt chút thời gian về đồ gỗ Đức Hiền nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và tiếp theo clip này chúng tôi sẽ giới thiệu chiếc tủ áo 2 buồng. Vì lúc nãy tôi đang quay dở một chiếc giới thiệu sắp về Khương Thượng thì đến lúc đấy nó lại hết pin. Nên có hẹn với khách là sẽ giới thiệu chiếc tủ 2 buồng rồi. Bây giờ tôi sẽ tắt máy và chuyển sang clip sau.